này thiện hiện bát nhã ba la mật đa sâu xa vì chẳng thấy thánh đế khổ nên gọi là chỉ rõ tướng của thánh đế khổ vì chẳng thấy thánh đế tập diệt đạo nên gọi là chỉ rõ tướng của thánh đế tập diệt đạo này thiện hiện bát nhã ba la mật đa sâu xa vì chẳng thấy bốn tịnh lự nên gọi là chỉ rõ tướng của bốn tịnh lự vì chẳng thấy bốn vô lượng bốn định vô sắc nên gọi là chỉ rõ tướng của bốn vô lượng bốn định vô sắc này thiện hiện bát nhã ba la mật đa sâu xa vì chẳng thấy tám giải thoát nên gọi là chỉ rõ tướng của tám giải thoát vì chẳng thấy tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ nên gọi là chỉ rõ tướng của tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ này thiện hiện bát nhã ba la mật đa sâu xa vì chẳng thấy bốn niệm trụ nên gọi là chỉ rõ tướng của bốn niệm trụ vì chẳng thấy bốn chánh đoạn bốn thần túc Năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, nên gọi là chỉ rõ tướng của bốn chánh đoạn cho đến tướng của tám chi thánh đạo này thiện hiện bát nhã ba la mật đa sâu xa vì chẳng thấy pháp môn giải thoát không nên gọi là chỉ rõ tướng của pháp môn giải thoát không vì chẳng thấy pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện nên gọi là chỉ rõ tướng của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện này thiện hiện bát nhã ba la mật đa sâu xa vì chẳng thấy mười địa bồ tát nên gọi là chỉ rõ tướng của mười địa bồ tát này thiện hiện bát nhã ba la mật đa sâu xa vì chẳng thấy năm loại mắt nên gọi là chỉ rõ tướng của năm loại mắt vì chẳng thấy sáu phép thần thông nên gọi là chỉ rõ tướng của sáu phép thần thông này thiện hiện bát nhã ba la mật đa sâu xa vì chẳng thấy mười lực phật nên gọi là chỉ rõ tướng của mười lực phật vì chẳng thấy bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại bi đại hỷ đại xả mười tám pháp phật bất cộng cho nên gọi là chỉ rõ tướng của bốn điều không sợ cho đến tướng của mười tám pháp phật bất cộng này thiện hiện bát nhã ba la mật đa sâu xa vì chẳng thấy pháp không quên mất nên gọi là chỉ rõ tướng của pháp không quên mất vì chẳng thấy tánh luôn luôn xả nên gọi là chỉ rõ tướng của tánh luôn luôn xả này thiện hiện bát nhã ba la mật đa sâu xa vì chẳng thấy trí nhất thiết nên gọi là chỉ rõ tướng của trí nhất thiết, vì chẳng thấy trí đạo tướng trí nhất thiết tướng nên gọi là chỉ rõ tướng của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng, này thiện hiện bát nhã ba la mật đa sâu xa, vì chẳng thấy tất cả pháp môn đà la ni nên gọi là chỉ rõ tướng của tất cả pháp môn đà la ni, vì chẳng thấy tất cả pháp môn tam ma địa nên gọi là chỉ rõ tướng của tất cả pháp môn tam ma địa này thiện hiện bát nhã ba la mật đa sâu xa vì chẳng thấy quả dự lưu nên gọi là chỉ rõ tướng của quả dự lưu vì chẳng thấy quả nhất lai bất hoàn a la hán nên gọi là chỉ rõ tướng của quả nhất lai bất hoàn a la hán này thiện hiện bát nhã ba la mật đa sâu xa vì chẳng thấy quả vị độc giác nên gọi là chỉ rõ tướng của quả vị độc giác này thiện hiện Bát nhã Ba la mật đa sâu xa, vì chẳng thấy tất cả hạnh đại Bồ Tát nên gọi là chỉ rõ tướng của tất cả hạnh đại Bồ Tát. Này thiện hiện Bát nhã Ba la mật đa sâu xa, vì chẳng thấy quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật nên gọi là chỉ rõ tướng của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Này thiện hiện do ý nghĩa như thế bát nhã ba la mật đa sâu xa có khả năng chỉ rõ thật tướng thế gian của chư phật nên gọi là mẹ của chư phật